Diễm Trang và chương trình Dược liệu quanh ta của Đài truyền Long An mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thiên nhiên đã ban tặng cho người dân Việt Nam rất nhiều loài cỏ quý. Và từ ngàn xưa thì ông bà ta cũng đã có những nghiên cứu cũng như là những cách trị bệnh bằng những loài cỏ quý như thế này. Và ngày nay tuy khoa học công nghệ đã phát triển, người ta có thể lựa chọn cách trị bệnh cho mình. Nhưng có loại cách trị bệnh đó là dùng loại dược liệu quý xung quanh nhà chúng ta cũng còn giữ nguyên giá trị. Vì thế, nắm bắt được nhu cầu này của bà con, chương trình Dược liệu quanh ta của Đài truyền Long An đã ra đời với mục đích là nhằm giúp cho bà con có những thông tin chính xác cũng như là những cách sử dụng về những loại dược liệu quý mà quý vị và các bạn đã biết. Trước đây thì chương trình cũng đã giới thiệu đến quý vị những loại dược liệu quý và có những công dụng rất là tốt. Trong chương trình ngày hôm nay cũng vậy, Diễm Trang cũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một loại cây quý mà người ta cho đó là thần diệu. Nếu không phải là người dân sống ở vùng Ninh Thuận hay Bình Thuận thì ai cũng lấy làm lạ với một loại cây, cây chùm ngây. Một loại cây với tên gọi rất dân dã. Nhiều người nghe qua tự giải thích, có lẽ do ăn ngon quá nên ăn hoài chẳng thấy ngán, mà còn ngây thêm. Lời giải thích nghe cũng có lý. Người dân ở đây không ai nhớ rõ họ ăn cây chùm ngây khi nào. Có lẽ từ khi tập ăn là đã được ăn lá chùm ngây. Đặc biệt với người Chăm ở đây, cây chùm ngây được xem như một loại rau chính dùng trong bữa ăn cho gia đình. Người ta không cần phải đi đâu xa, chỉ cần ra sau nhà, lên nương rẫy hay trên những đồi trọc là có ngay những rổ rau xanh tươi, không mất tiền mà nấu canh rất ngọt, không thua kém các loại rau cao cấp khác. Không ai có thể giải thích được trong cây chùm ngây có gì, nhưng khi ăn vào, ai cũng thấy rất nhẹ nhàng và khỏe khoắn. Nhờ vậy mà có được sức khỏe để lên nương, lên đồi, xuống biển, lao động không biết mệt. Không dừng lại trong mỗi bữa ăn gia đình, có những lúc người trong gia đình bị cao huyết áp, cơ thể mệt mỏi, mất ngủ, không cần phải đến thầy thuốc, và họ tự biết cách trị cho mình bằng cây chùm ngây. Đặc biệt, nhiều chị em phụ nữ dân tộc còn có nhiều kinh nghiệm sử dụng cây chùm ngây để hạn chế việc sinh đẻ cho mình. Như vậy, trong dân gian, cây chùm ngây từ xa xưa đã trở thành cây thuốc quý. Nhưng trên cơ sở khoa học, cây chùm ngây như thế nào đang là một sự kiện quan tâm của các nhà khoa học trên nhiều nước, đặc biệt là trên lĩnh vực y học của nước Mỹ gần đây. Khi nghe cái tên chùm ngây thì có nhiều bà con còn rất là bỡ ngỡ và không biết là hình dáng của nó cũng như là tác dụng của nó như thế nào. Vì thế mà trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có mời đến đây lương y Nguyễn Công Đức, khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Để cho bà con được nhận biết cây này thì có lẽ là lương y sẽ mô tả hình dáng của nó ạ. Vâng, cây chùm ngây nó cao khoảng 5 đến 10 mét. Mình cầm một nhánh, đây là cái nhánh non của nó, nhưng mà nó già thì nó cao 5 đến 10 mét. Lá nó là lá kép hai ba lần kép, rồi nó dài từ 3 cho đến 6 tấc, 3 đến 6 tấc, lá hình trứng, hoa nó là hình hoa đậu, như hoa đậu, mọc ở nách lá và nó có lông tơ nhỏ ở đây. Cái đặc điểm của cây chùm ngây á thì cái trái của nó là nó dài từ 3 cho tới 4 tấc. Cái trái đây nó có cái, nó ngang là khoảng 3 cm, nó có các cái rãnh dọc nó là theo cái thân này, và đặc điểm cái nơi nào mà nó gồ lên thì cái hạt nó ở chỗ đó, và hạt cái chùm ngay là hình màu nâu đen. Đặc biệt là nó có ba cạnh, mang ba cái cánh như là cái miếng lụa trắng nhỏ ha, và nó lớn cỡ hột nhãn tiêu của mình. Thế thì ở Việt Nam chúng ta cũng như là ở nước ngoài có nghiên cứu về công dụng của nó chưa ạ? Trên thế giới người ta đã nghiên cứu rất là kỹ, và cái nơi mà nghiên cứu nhiều nhất là Ấn Độ, Philippines và các nước Phi Châu. Thậm chí người ta đã có các cái chế phẩm từ cái cây chùm ngây này, là nó lấy tên là Moringa, dầu rồi xoa mặt rồi nước uống tăng lực rồi.
rồi dinh dưỡng vân vân. Riêng ở Việt Nam á, thì năm 2001 đến 2005 là Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là cái Trung tâm Tài nguyên Di truyền Thực vật, đã thu thập giống cây chùm ngay ở miền Nam Trung Bộ của mình. Mà nói ngay ra là Ninh Thuận. Ninh Thuận là nhiều nhất, và người ta cũng thấy ở Khánh Hòa, ở miền Nam thì thấy ở Kiên Giang và thậm chí ở đảo Phú Quốc cũng có cái cây chùm ngay. Tôi nói thêm về cái nghiên cứu ở Việt Nam mình cái đã, tức là ông Viala Gudu là đã nghiên cứu cái cây chùm ngay ở Việt Nam của mình, đặc biệt là ở miền Nam, cây chùm ngay ở miền Nam. Ông thấy rằng cứ 100 gram mà cái cây chùm ngay tươi như thế này á, cái đọt và lá tươi như thế này, thì thành phần của nó là thấy là cứ 100 gram như vậy á, thì ông thấy là riêng á, là chất đạm á, là có là 6,35 gram. Chất béo là 1,7 gram. Bột đường là 8 gram. Chất xơ là 1,9 gram. Và đặc biệt là cái chất khoáng đến 3,75 gram. Trong cái chất khoáng đó là có phosphor, có canxi, có kali, có đồng, có magnesium và có sắt. Và các vitamin thì người ta cũng công bố cho mình biết là nó có nhiều vitamin B1, B2, BP và vitamin C. Và đặc biệt vitamin C, cái hàm lượng của nó từ 110 đến 220 mg trong 100 gram mà lá non, đọt non và cái hoa của cái chùm ngay. Về dược thì có hai tiến sĩ, đó là tiến sĩ Trần Việt Hưng và anh tiến sĩ Võ Di Huấn cũng có nghiên cứu về cái cây chùm ngay này, và anh đã công bố một cái số trị được một cái số bệnh, nhưng mà chưa có cụ thể như thế nào và có đăng báo. Đó là những cái nghiên cứu ở trong nước, Việt Nam ở trong nước. Nhưng mà cái nghiên cứu ở nước ngoài á, thì người ta ngoài cái hàm lượng mà sinh tố, hàm lượng khoáng, rồi các chất đạm, rồi các cái chất bổ dưỡng ở trong lá như đã nói hồi nãy, thậm chí nhiều hơn cái số đó. Và người ta đem đến cho một cái kết luận như sau: riêng vitamin C á, là trong cái cây chùm ngay này nè, nó nhiều hơn gấp 7 lần trái cam. 7 lần. Cam là đã vitamin C tốt rồi, nhưng mà chùm ngay là vitamin C gấp 7 lần. Riêng là cái calcium là gấp 4 lần, và cái chất protein là gấp 2 lần của sữa. Sữa là đã quý rồi mà cái đạm và cái calcium nó nhiều hơn như thế. Đặc biệt là vitamin A trong cái trái cà rốt là cây chùm ngay nó gấp 4 lần cái chùm rốt. Vitamin A gấp 4 lần cái củ cà rốt, và cái potassium nó gấp 3 lần trong trái chuối. Đó là cái đánh giá, là người ta công bố chính thức của nước ngoài về cái cây chùm ngay để so sánh với lại các cái quả cái ăn được của mình mà vừa thấy. Quả thật là nguồn dinh dưỡng của cây chùm ngay là rất cao. Thế nhưng Diễm Trang được biết là cái hàm lượng của nó sẽ bị hao hụt sau khi qua nhiệt. Lương y có cái kinh nghiệm nào để giữ nguyên được những hàm lượng này khi chế biến ạ? Là đối với các cái món canh mặn, thí dụ như là tôm, canh tôm, tép, rồi thịt nạc, cá trê, mà nấu với lại cái chùm ngay thì rất là tuyệt vời. Thì bây giờ cái cách nấu là mình nêm nếm trước đi, cho nó chín hết. Sau đó là ta dùng đọt và lá chùm ngay non rửa sạch, thái nhỏ. Rồi khi mà nó đang sôi á, thì ta bỏ cái lá chùm ngay này vào, trộn đều xong là nhắc xuống ngay, không có được để cho nó sôi thêm. Thì nó sẽ bảo quản được cái chất bổ dưỡng ở trong cái lá chùm ngay này. Cái đó là cái cách. Dạ, và còn một điều đó là sau khi nhắc xuống phải ăn liền ạ, chứ để lâu thì cũng vâng, cảm ơn. Là nóng hổi nó ngon. Vâng. Đó là những cách chế biến thực phẩm đối với cây chùm ngay. Thế nhưng trong việc chữa bệnh của cây chùm ngay thì Lương y có những kinh nghiệm gì? Vâng. Cái đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đó là trị cái tăng cholesterol. Tăng cái lipid máu, tăng triglycerid, làm giảm cái axit uric trong máu. Cái axit uric mà nó tăng thì nó làm cho bệnh thống phong, tức là bệnh gút đó. Rồi nó ngăn ngừa cái sỏi oxalat, đó là sỏi thận. Đấy. Thì rất đơn giản là ta dùng mỗi ngày dùng 100 gram rễ tươi, hoặc là nếu mà phơi khô để dành
là nó là 30 gram. Nấu với lại là rửa cho sạch đi, nấu 1 lít nước, rồi để sôi 15 phút, rồi ta để uống cả ngày. À, uống cả ngày. Vâng, như là uống trà. Cái đó là đối với cái cholesterol với lại lipid máu nó tăng, với triglycerides nó tăng. Còn một cái nữa rất là hấp dẫn mà gần như là bệnh thời đại, đó là cái huyết áp. Bây giờ giúp cho ổn định huyết áp, ổn định được đường huyết ha, trong ngày. Rồi là bảo vệ được gan. Bảo vệ gan nghĩa là sao? Nghĩa là người uống rượu nhiều rồi chức năng gan suy giảm vân vân, rồi ngứa ha, đó nói chung là gan nó chức năng gan suy giảm, rồi cơ thể suy nhược, người ốm o gầy mòn, rồi suy nhược thần kinh. Từ cái suy nhược cơ thể nó dẫn đến cái suy nhược thần kinh, thì mỗi ngày ta dùng cái đọt non, lá non hoặc là nếu có hoa cũng được ha, 100 gram, mỗi ngày 100 gram lá chùm ngay tươi, rửa sạch, bỏ vào máy xay sinh tố xay, hoặc nếu không thì ở nông thôn thì ta giã nhuyễn, rồi thêm vào 300 ml nước sạch, rồi ép lấy nước cốt của nó, rồi hòa vào 2 muỗng canh mật ong, rồi là ta chia 3 lần uống trong ngày. À, như vậy thì cái bài thuốc vừa kể là nó giúp ổn định huyết áp, ổn định được đường huyết ha, bảo vệ được gan, trị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể. À, một cái đặc biệt nữa là cánh đàn ông hay bị ha, cũng dùng rễ chùm ngay. À, mỗi ngày ta dùng 100 gram rễ chùm ngay tươi, à, nếu mà nó khô là 30 gram, và thêm như vậy là 80 gram lá trên nửa hoàng cung tươi, khoảng 3 lá như thế này. Còn nếu khô là 20 gram, à, nấu với 1 lít nước, còn lại nửa lít uống 2 lần trong 3 lần, chia 3 lần uống trong ngày. Để trị được cái gì? Cánh đàn ông đó là bệnh là u xơ tiền liệt tuyến. À, u xơ tiền liệt tuyến, cái này nó phát hiện qua cái siêu âm thì thấy là tiền liệt tuyến bị u xơ, nó làm cho tiểu lắc nhắc, tiểu gắt hoặc là thậm chí bí tiểu, thì dùng cái bà rỡ chùm ngay và trên nửa hoàng cung trị được cái u xơ tiền liệt tuyến. Và có một cái ghi nhận nữa mà 50 năm trước tôi đã biết cái chuyện này, cũng hơi tò mò là tại sao cái người dân tộc Rắc Lây là họ cứ mỗi 5 ngày thì họ lại uống 1 lần cái rễ chùm ngay. Vâng, liều lượng là 5 ngày. 5 ngày thì họ uống 1 lần là 2 nắm. Họ lấy 2 nắm sau khi rửa sạch rồi băm nhỏ ra. Hoặc là họ để khô thì khoảng chừng cũng lấy 2 nắm luôn. Cũng cứ 2 nắm luôn. Mà thật sự 2 nắm tươi là 150 gram. Còn cái khô thì cũng đó. Nhưng mà rõ ràng là nó dùng cái, họ dùng cái lượng như thế. Thì cứ 5 ngày là họ đổ 2 lít nước, nấu còn nửa lít, uống cả ngày. À, rồi tôi thấy cứ 5 ngày là uống 1 lần, 5 ngày uống 1 lần. Thế thì cái người dùng là phụ nữ. Và đặc biệt á, nếu mà quý vị về cái huyện Ninh Sơn của tỉnh Ninh Thuận mà đi điều tra dân số thì xin thưa rằng dân tộc Rắc Lây không có đông con. Họ 2 đến 3 con thôi, mà con họ khỏe mạnh lắm, rất là tốt. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Tức là trong cái tuổi sinh đẻ mà uống rễ chùm ngay á, là họ không có đẻ nữa. Họ không đẻ nữa. Thì sau khi tôi tìm hiểu hỏi thì họ bảo đây là thuốc ngừa thai của dân tộc Rắc Lây. Như lúc nãy Lương Y có nói là cây chùm ngay này chỉ tìm thấy ở một số vùng thôi. Thế nhưng mà Diễm Trang nghe thông tin về công dụng của nó thì rất là hấp dẫn. Có lẽ là bà con cũng sẽ muốn trồng nó tại nhà mình để mà nó dễ tìm và dễ dùng. Thế thì Lương Y có thể cho biết cách trồng cây này? Có lẽ là nhất nước nhị phân. Thì thôi ở đây mình nói nước đi, vùng nào cũng được. Lý do là vì bà con không biết, rồi cũng không thấy dùng, rồi không nghe ai nói, rồi cũng không quan tâm đến nó thôi. Chớ kể từ hôm nay mà sau khi đã biết thì tôi nghĩ là trồng rất là dễ. Có 2 cách để mà gây giống. Một là gieo hột. Đây là hột chùm ngay. Hột chùm ngay, vâng, con. Thì ta chọn những cái trái chùm ngay nó đã khô như thế này. Đây là hột của nó đây. Đó, hột chùm ngay. Đó, hột của nó. Thì kỹ thuật nó như sau. Là ta ngâm hột chùm ngay 12 giờ với nước lạnh thôi, bình thường thôi. Xong rồi vớt ra để ráo. Kế đó là ta chuẩn bị là một cái bịch ha, là 1 tấc, 1 tấc rưỡi. Đây là cái bị ni lông bình thường vậy thôi. Cái bị này á là ta đựng đất hoai ha, rồi tro trấu. Và muốn cho nó thoát nước á thì ta, người ta đâm là 2-3 cái lỗ ở dưới đáy, có thể thêm 1-2 cái gì bên hông thôi, 2 cái thôi,
để sợ mà nó ứ nước quá, nhưng mà hiếm khi lắm. Rồi hột trùng ngay mà ta đã ngâm 12 giờ rồi rất ráo, thì ta dùng cái ngón tay trỏ này, ta dùi một cái lỗ là sâu xuống là hai mắt, hai lóng tay, rồi để hạt trùng ngay vào, rồi ta lấp đất lại bình thường, rồi các bị khác cũng như thế, tức là mỗi bị một hột thôi. Hột này là ta đã chọn là những cái hạt nó tốt rồi, già rồi, nên là chắc chắn là nó sẽ lên, rồi khoảng chừng nó sẽ nảy mầm. Ta tưới nước bình thường khoảng 20 ngày sau, cây này là được 20 ngày. Vâng, đây là cây 20 ngày. Khi cây nó lên được 1,5 m thì ta mới dùng dao ta cắt ngang nó là nó chừa lại 1 m thôi. À, thì trong 20 ngày sau thì từ cái thân này nó sẽ nứt ra cái tược khác. Thì bây giờ là khi tược lên ta muốn thu hoạch, tại vì mình trồng đại trà mà nhiều thì mình lại cắt chừa lại cái tược mà mình đã cắt một tấc. Để làm gì? Để từ cái tấc đó nó sẽ đâm nhiều tược khác lên, mà nó theo cấp số nhân. Và đặc biệt cái thân này khi mình cắt ngọn thì thân nó mới lớn. Nó mới lớn, cây nó càng lớn thì năng suất nó càng cao. Có một cách nữa là ta dùng cái cành. Cái cành thì chọn cái cành đường kính một tấc ha, cành nó thẳng lắm, đường kính một tấc. Rồi cũng trồng, nhưng mà nhớ là dùng bàn chân đạp ém cho nó kỹ, chôn sâu xuống 3 tấc. Chừa lại là khoảng cái ngọn nó hướng lên trên, khoảng chừng 5-7 tấc thước gì đó là tùy ý. Khi nó nứt tược ra thì người ta cũng sẽ thu hoạch như tôi vừa kể. Thì phải nói là đó là hai cái cách trồng mà hiện nay thì thông dụng nhất. Như ví dụ như bây giờ ta chưa thấy, chưa có thì lấy đâu ra cành, thì là chỉ có hột ha. Thì cái cách là ương hột, đây là cái cây nó đã ương nó ra rồi, rồi chờ cho cây nó lớn tới thế này rồi ta đem ra trồng và cái thu hoạch như tôi vừa kể. Xin được cảm ơn Lương Y Nguyễn Công Đức đã có những thông tin thật là hấp dẫn về cây trùng ngay. Và mong rằng những thông tin này cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho quý vị và các bạn. Đến đây thì chương trình Dược liệu quanh ta của Đài Truyền hình Long An xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.